các bạn nha. Hiện tại mình đang ở cục cờ Vũng Tàu các bạn. Buổi tối hôm nay bây giờ đang là 10:01. Giờ mình đi xuống cục cờ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cục cờ, mình sẽ ghi lại một số hình ảnh chia sẻ đến các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần các bạn. Quá gì rồi, đông như vậy. Gì tình cảm ta? Có. Đây nè. Với bãi biển hôm nay mình thấy bãi biển nước ra xa các bạn. Nhiều bạn trẻ tới đây chơi và đi ra ngoài bãi biển xa. Xa kia có đèn nữa, nó nhiều bay. Nhiều bạn trẻ ngồi trên bờ kè chơi cũng vui quá trời luôn nè. Mình ở đây đã rất là đèn, rất là đông. 10 giờ nha các bạn, 10 giờ 6 phút rồi. Ồ, con bóng bay. À, chiều thì tắm biển. Bây giờ nước rút rồi, mình xuống biển mình chơi luôn các bạn. À, ở dưới này mình thấy có mấy bắt mấy bạn trẻ là đây mướn bàn á, ra đây ngồi ăn cũng có cái view này cũng rất là thú vị ha. Ở ngoài nước biển các bạn thấy là tuốt tuốt ngoài kia luôn. Tút ngoài kia luôn các bạn thấy ngoài kia cái trắng trắng là nó là sóng ha. Ở đây mình nghe được tiếng sóng rõ luôn á. Đây có bán kẹo chỉ bò bía. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Gì đâu?
hả? Ồ, con này 40 không? 40 không? 50 hả? Mắc rồi, hồi chiều ở bãi xa bãi trước có bán nó 40 à. Trời ơi. Cái con này nè các bạn. Cái nhà cũng có 20 à. Dạ. Để mình tìm đường mình đi ra ngoài xa kia nữa, mình mua thêm cho các bạn coi mới được. Rồi, mình bước xuống các bạn. Đường hơi hơi ướt tí xíu, thôi kệ đi. Ở đây dưới này vui. Ây da, bước qua đường. Lo đâu từ xa xa ba. Các bạn thấy nè, có anh này anh đi ra gà vàng đó các bạn. Mình nghĩ vậy nha, không biết có phải không. Gà vàng phải đào đồn, à thì đó, kiếm kim loại á. Kim loại quý. À nó tùy, có cái máy xịn thì nó càng sâu. Ừ, tùy vào cái đồ, cái độ sâu, cái tùy vào cái máy á. Cái chị cũng máy mà máy sâu bao nhiêu. Càng mắc thì nó đo được càng sâu. À. Đi. Qua con sông, qua cánh đồng, thấy phút giây trình lòng. Rồi mình đã tiến tới biển rồi các bạn ơi. Hôm nay mình tiến gần ra tới giữa biển luôn rồi. Đó, trời chưa, sóng kìa, sóng giặt vào. Đây là từ dưới biển mình đang nhìn lên thành phố các bạn. Ai con nó dễ thả không? Con diều này dễ thả không? Dễ không? Hồi nãy quy cầm rồi mà. Hồi nãy em cầm rồi nó bay sẵn rồi. Bay sẵn rồi hả? Ngộ ngộ ha. Năm chuột thế. Ồ bữa nay sóng ghê trời, bữa nay sóng lớn dữ mang luôn á. Hồi chiều tắm cũng không được luôn các bạn ơi, sóng quá sóng. Thấy sao chiều sóng luôn, tắm nó dữ lắm. Tắm dữ? Ở trong bờ á. À. Nó hơi nó bớt. Ở đây góc đằng kia các bạn thấy đèn sáng á, là những cái đèn này á. Ở bên đây người ta bắt cho đội xuống biển để sáng cho du khách tới đây chơi vui. Đi Quy dài dài qua đây thử có gì không Quy. Hôm nay mình đi quay phim với bạn Quy các bạn. Đây là bạn Quy nè. Hot boy nha. Rồi mình tiếp tục mình đi mình quay tiếp có những gì thú vị không ha các bạn ha. Hiện tại là mình đang đứng ở bãi biển Vũng Tàu. Bãi biển Vũng Tàu hôm nay á, từ các bạn thấy nè, từ cái bức tường ngoài kia ra tuốt ngoài đây luôn à, rất rộng. Hai bạn này đang quay. Tối thì thấy trời xinh cả đẹp quá trời luôn. Đây là xe kẹo chỉ nè các bạn. Mình không có mua nên mình không có hỏi giá được. Hỏi có đang trên bãi biển này không? Mười giờ 15 rồi các bạn mà khung cách giãn gọn này quá trời luôn. Chiều là nước vô tới trong mấy lần kia luôn các bạn. Chiều quốc xuống
ở đây thì mình thấy hơi thương người hơn. Đằng kia đằng gần cột cờ thì đông các bạn trẻ xuống chơi nhiều hơn các bạn. Hy vọng mình quay ban đêm á đủ ánh sáng để các bạn thấy ha. Tại vì mình quay ở đây ban đêm sẽ thiếu ánh đèn. Là có ra đây tắm biển không? Dạ không, dạ không. Có chuyện này chỉ mời kẻ chị các bạn, mình không có ăn kẻ chị các bạn ơi. Rồi mình tiếp tục tiến lại cột cờ các bạn. Giờ này không có ai tắm biển không Quỳnh? Chiều là mình đã tắm mình đâu được ra tới đây các bạn. Tại do là nước biển lên sóng dữ lắm, không dám ra xa. Có mấy người bảo vệ các bạn. Tiếng này đẹp không? Mình đi lại này các bạn, này đây mình thấy đông đông vui vui hơn. Mà hơi tối hết các bạn. Đợi nước không vậy? Chúng tàu đang mưa các bạn. 10 giờ 38 phút. Bà con chạy tán loạn á. Bà con chạy tán loạn hết luôn các bạn ơi. Đang vui vẻ giờ chạy tan hoang hết rồi. Thôi mình chạy qua lấy xe các bạn ơi.